Thời gian gần đây, nhiều vụ việc phát sinh từ những mâu thuẫn xô xát nhỏ giữa các thanh niên trong cuộc sống đã dẫn đến những vụ án mạng thương tâm. Vừa mới đây, một nam thanh niên sinh năm 1990 đã bị đâm tử vong khi đang đi ăn ốc cùng bạn ở ngõ Thái Thịnh, Hà Nội. Nguyên nhân là do xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh. Thực trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến dư luận bất an, lo lắng và vô cùng bức xúc khi việc thực thi pháp luật để xử lý những vụ việc này còn chưa nghiêm. Nữ công nhân môi trường bị đánh đến bất tỉnh chỉ vì nhắc nhở đổ rác đúng nơi quy định. Đại úy công an bị hành hung khi đang thi hành nhiệm vụ. Phụ huynh vào tận trường hành hung hiệu trưởng phải đi cấp cứu ở Nghệ An. Thậm chí, một giám đốc sẵn sàng lao vào hành hung nữ bác sĩ ngay trong bệnh viện. Hay gần đây nhất là một nam thanh niên bị đâm chết do mâu thuẫn khi đi ăn ốc. Sự tức giận, lời thách đố hay một chút ấm ức trong lòng đã khiến một số người không làm chủ được bản thân, để cơn cuồng nộ trong lòng trỗi dậy dẫn đến những hành động côn đồ, bạo lực. Những vụ xô xát, đánh nhau do mâu thuẫn dẫn đến nhiều hệ lụy, thực tế đã cho thấy không ít nạn nhân tử vong sau nhát dao oan nghiệt. Anh Đạt này, anh ấy cầm điếu anh vụt vô cớ, cô ấy lại chú ý lại đang bế đứa trẻ con hơn 3 tuổi, đứa trẻ con khóc thét lên, bọn em nghe chuyện như thế bọn em mới bức xúc, thế là anh Tuấn Anh bảo em đèo về nhà lấy con dao. Nhiều bạn trẻ phải vào vòng tù tội, mất đi cơ hội lao động, học tập, phải trả giá bằng những năm tháng trong trại giam. Điều 104 Bộ luật hình sự có quy định, đấy là người nào mà dùng vũ lực gây tổn hại tới sức khỏe của người khác từ 11% tới 30% sức khỏe thì có thể bị xử lý vi phạm hình sự. Bài học về câu chuyện cả giận mất khôn dường như không bao giờ cũ. Nếu chúng ta biết cách xử lý mọi tình huống một cách bình tĩnh, trên tinh thần thượng tôn pháp luật thì sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng cho người khác và cho bản thân mình.